Lễ tang cố Đức Đại Lão Hòa Thượng Dương Nhân, Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được tổ chức theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các phái đoàn từ Trung ương đến địa phương đã đến viếng dầm thắp hương tưởng niệm đến cố Đức Đại Lão Hòa Thượng vào ngày 4 tháng 10 năm 2023. Các phái đoàn như Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương cùng chư vị đi cùng đoàn. Đoàn viện nghiên cứu Phật học Việt Nam và hệ phái khất sĩ do Hòa Thượng Thích Minh Hồng, Thượng tọa Thích Giác Hoàng là trưởng đoàn. Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng do Hòa Thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hội đoàn các sư sãi yêu nước các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Ban Trị sự các huyện thị thành tỉnh Sóc Trăng, Phân ban Ni giới tỉnh, Trường Trung cấp Pali, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, các phái đoàn tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh về dự dằm viếng tang cố Đức Đại Lão Hòa Thượng. Tại đây, các đoàn đã thắp nén tâm hương và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những công lao to lớn của Đức Đại Lão Hòa Thượng, một đời cống hiến vì đạo Pháp và dân tộc. Thay mặt môn đồ Pháp quyến cũng đã dâng lời tri ân cảm niệm chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đã dành thời gian đến dằm tưởng niệm đến cố Đức Đại Lão Hòa Thượng. Sau đó, các phái đoàn đã nhiễu một vòng kim quang dằm ký sổ tang lưu niệm. Đức Đại Lão Hòa Thượng Dương Nhân hiện là Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và từng đảm đương nhiều cương vị tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 9 cũng như Hội đoàn các sư sãi yêu nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều cương vị khác. Do niên cao lạp trưởng, Đại Lão Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 1 giờ 17 phút ngày 3 tháng 10 năm 2023 nhằm ngày 19 tháng 8 năm Quý Mão tại chùa Kandasophon Predondet, ấp Cần Đước, là thành phố huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tụ thế 93 năm, Hà Lạp 73 năm. Lễ viếng chính thức từ 13 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2023 và lễ truy điệu được cử hành lúc 17 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2023, ngày 22 tháng 8 năm Quý Mão.